Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 16, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem quyển giảng nghĩa trang 35. Hàng thứ tư, xem đoạn thứ bảy, ba chữ bình đẳng giác. Trong kinh nói, bình đẳng gọi là chân như, cho đến bình đẳng chính là nhập bất nhị pháp môn. Hôm qua tôi đã trình bày đơn giản với quý vị. Nay trong đề kinh này, bình đẳng giác có bốn ý nghĩa, tổng hợp lại có bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là bình đẳng phổ giác tất cả chúng sanh, tức là phương pháp khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Cái ý nghĩa này rất là quan trọng, bởi vì Phật có thể nói trong tất cả kinh điển Đại Thừa, Ngài nói rất nhiều phương pháp tu học và lý luận cho chúng ta, nhưng Ngài không có nói phương pháp bình đẳng thành Phật, không có nói. Trong tông Thiên Thai nói tứ giáo tạng thông biệt viên, hay nói cách khác, tức là bốn loại Phật không bình đẳng, mà trong tứ giáo đều gọi là Phật. Trong tông Hiền Thủ thì nói ngũ giáo, nội dung cùng với tông Thiên Thai đại để tương đồng, giống phần nhiều, khác phần ít. Vì sao không bình đẳng? Cái không bình đẳng này trong sự tưởng tượng của chúng ta là hợp lý, bởi vì căn tánh của con người không bình đẳng, trí huệ không bình đẳng, năng lực không bình đẳng, công phu tu học cũng không bình đẳng, làm sao có thể bình đẳng thành Phật? Không thể có chuyện này. Cũng tức là nói, nhân không bình đẳng thì quả nhất định không bình đẳng. Đây là điều rất hợp lý, chúng ta rất dễ tiếp nhận, rất dễ lý giải. Thế nhưng cái pháp môn này rất là khác thường. Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, cái pháp môn này là pháp môn của trong quả địa Như Lai, nó không phải trong nhân địa. Tức là Phật tại trong các kinh điển khác có nói toàn là tu nhân chứng quả, đều là nói như vậy. Nhưng chỉ riêng cái pháp môn này cùng với cách nói trước kia hoàn toàn tương phản. Nó là từ trong quả địa hạ thủ, lấy quả làm nhân, nhân tức là quả, quả tức là nhân, thì bình đẳng rồi. Cho nên cái pháp môn này khó, khó ở chỗ nào? Khó là ở chỗ khó tin, bởi vì Phật chưa từng nói như vậy. Nay Phật đột nhiên nói như vậy, chúng ta vừa nghe thì liền sanh lòng hoài nghi, không biết Phật đang nói những gì. Vừa mới nghe thì làm sao hiểu được? Nhưng nếu quý vị muốn hiểu ý của Phật thì phải bình tĩnh mà nghiên cứu kỹ, thì cũng dễ hiểu nghĩa lý trong kinh. Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu hành là tính, nguyện, hạnh.
Tính nguyện hạnh là một mà ba, ba mà một. Quý vị thật sự tin rồi thì quý vị sẽ phát nguyện. Quý vị có nguyện thì mới chịu niệm Phật. Hay nói cách khác, quý vị mà thật sự chịu niệm Phật thì đã có đủ tính nguyện hạnh. Tại vì sao? Vì trong hạnh nhất định có tính nguyện, trong nguyện nhất định có tính. Có tính không hẳn là có nguyện, có nguyện không hẳn là có hạnh. Nhưng nếu thật sự chịu niệm Phật thì thảy đều có đủ tính nguyện hạnh. Cách tu nhân này rất gần với quả địa Như Lai. Hết thảy tất cả phương pháp tu hành chúng ta gọi là nhân duyên tu học đều là cùng một mục tiêu, một phương hướng thành Phật. Thế nhưng khoảng cách có xa gần khác nhau. Cái phương pháp này là gần nhất. Vì sao nói Như Lai là dùng phương pháp quả địa truyền thọ cho chúng ta? Đây tức là nói hết thảy tất cả Bồ Tát, bất luận họ tu học pháp môn nào, đến sau cùng dùng pháp môn gì để tu thành Phật. Tức là trong giai đoạn sau cùng tu thành Phật, không kể giai đoạn trước, chỉ nói giai đoạn sau cùng này, họ làm thế nào tu thành Phật, chính là tu pháp môn này thành Phật. Cho nên chỉ tu học pháp môn này, tức có nghĩa là không cần biết trong giai đoạn phía trước đã tu tất cả pháp môn, mà nay chỉ chọn pháp môn này tu thành Phật, đây mới là diệu pháp. Nay chúng ta muốn hỏi chúng ta là hạng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như vậy, chỉ chọn tu pháp môn này cũng được thành Phật hay sao? Mọi người nghĩ rằng cái pháp môn này chỉ riêng cho bậc đẳng giác Bồ Tát tu mới được thành Phật. Chúng ta cũng đồng ý điểm này, đó là lẽ đương nhiên. Nay chúng ta cũng là tu pháp môn này cũng được thành Phật hay sao? Đương nhiên là được. Vì sao được? Hôm qua tôi đã trình bày với quý vị. Một là tất cả là một. Quý vị mà hiểu rõ cái nghĩa đạo lý này rồi thì quý vị sẽ không còn hoài nghi nữa. Huống chi là về mặt lý, trong Tịnh Tông có nói rất là thấu triệt, lời nói rất đơn giản. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là lý luận y cứ của Tịnh Tông. Tuy chỉ nói có hai câu mà hàm nghĩa cực kỳ sâu rộng, cứu cánh viên mãn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khi đã có Phật tánh thì đương nhiên thành Phật. Nay chúng ta dùng phương pháp tu học của chư Phật đều có hiệu quả, đều được thành tựu. Cho nên cái pháp môn này chẳng những là giúp cho tất cả chúng sanh thành Phật, cũng giúp cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Nay chúng ta muốn hỏi, cùng với ai bình đẳng? Cùng với A-di-đà Phật bình đẳng. Cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật bình đẳng. Cùng với mười phương ba đời tất cả chư Phật bình đẳng. Tâm chúng sanh bình đẳng thành Phật. Phương pháp tu hành bình đẳng thành Phật, quý vị phải biết rõ điều này. Ý nghĩa thứ hai là dùng pháp bình đẳng giác ngộ chúng sanh. Pháp bình đẳng là gì? Chính là Phật nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này.
Cho nên có nhiều vị đồng tu mới học Phật đến hỏi tôi, những người mới học Phật bắt đầu học bộ kinh nào? Họ hỏi câu này rất hay. Trong kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu thì Phật nói đến tối sơ phương tiện. Chúng ta tu học phải y theo thứ tự, y theo trình tự mà tu học. Từ tối sơ phương tiện đến sơ phương tiện, dần dần từ thấp lên cao. Như trong giáo hạ dạy, tu học từ tiểu thừa đến đại thừa, đây là tu theo thứ tự. Còn trong đại thừa dạy, từ phương đẳng đến bát nhã, rồi đến pháp hoa hoa nghiêm, cũng là tu học theo thứ tự. Phải biết từ chỗ nào nhập môn. Kinh điển nhiều như vậy, tông phái cũng nhiều như vậy, vậy phải tu học pháp môn nào mới thích hợp với mình? Điều này nhất định phải có người có kinh nghiệm, có người có tu học, thỉnh giáo họ dạy cho chúng ta. Tức là phải có vị thầy tốt, phải có bậc thiện tri thức chỉ dạy giúp cho chúng ta. Thế nhưng pháp môn này là pháp bình đẳng. Pháp bình đẳng này đối với người sơ học chúng ta cũng có thể tu. Thành thật mà nói, giới thiệu bộ kinh này cho người sơ học nhập môn còn thỏa đáng hơn chọn những bộ kinh đại tiểu thừa khác rất nhiều. Tại vì sao? Vì kinh luận đại tiểu thừa có rất nhiều, chúng ta tự chọn lấy chưa chắc là thích hợp. Đây là thật. Tự mình chọn lấy không thích hợp, chẳng những tu học khó khăn, dù có học rồi cũng không dùng được. Pháp thế gian và xuất thế gian cũng vậy. Học để mà dùng, học rồi thì liền có thể ứng dụng trong cuộc sống. Thì chúng ta học có giá trị thì có ý nghĩa. Chúng ta học không uổng công, học rồi thì liền được lợi lạc. Tu học bộ kinh này rất thích hợp cho mình. Sau khi học rồi thì liền có thể ứng dụng. Quý vị hiểu được một câu thì có thọ dụng được một câu, hiểu được một đoạn thì có thọ dụng được một đoạn. Cho nên tu học bộ kinh này, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, thảy đều được thọ dụng. Bộ sách giáo khoa này rất đặc biệt, chỉ có bộ sách giáo khoa này mà thôi. Nếu là dùng trong trường học hiện nay chúng ta mà nói, từ lớp mẫu giáo cho đến ban tiến sĩ, chỉ dùng một quyển sách này giảng dạy mà thôi. Thành thật mà nói, tìm không ra quyển thứ hai. Cho nên gọi cái pháp này là pháp thật sự bình đẳng, có thể giảng dạy cho lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và ban tiến sĩ, thấy đều có thể dùng nó để giảng dạy, thì gọi là bình đẳng. Nếu chỉ hạn định trong một giai đoạn nào, chỉ cho một lớp nào học thì là không bình đẳng rồi. Phật nói pháp môn này là pháp bình đẳng, là bình đẳng giác ngộ chúng sanh. Cho nên nay chúng tôi giới thiệu bộ kinh này cho quý vị rất là thỏa đáng, rất là thích hợp, không bao giờ chỉ sai đại chúng. Ý nghĩa thứ ba là bình đẳng giác là chỉ chánh giác của Như Lai. Mọi người chúng ta đều biết hàng A-la-hán thì gọi là chánh giác, Bồ-Tát gọi là chánh đẳng chánh giác, còn Phật thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chữ giác này thì quý vị có thể hiểu được, nó không bình đẳng.
nó có ba giai đoạn. Đây là không bình đẳng. Thế nhưng ở chỗ này nói bình đẳng giác là bình đẳng, chẳng những duyên giác Bồ Tát Phật là bình đẳng, cho đến lục đạo chúng sanh, thập pháp giới, phàm thánh, thảy đều bình đẳng. Đây là ý nghĩa của trong bộ kinh này nói bình đẳng. Chỉ có thật sự bình đẳng mới gọi là thành Phật. Cho nên ở chỗ này nói bình đẳng giác chính là ý nghĩa bao hàm cả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà tu học pháp môn này có thể chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, người sơ phát tâm cũng có thể tu học, người sơ phát tâm cũng có thể thành tựu. Khi giảng đến phần sau thì tôi sẽ giới thiệu tam bối cửu phẩm và sẽ trình bày tường tận với quý vị. Ý nghĩa thứ tư là chỉ riêng kinh này bình đẳng giác chính là thánh hiệu của đấng giáo chủ cực lạc. Ba chữ bình đẳng giác này chính là thánh hiệu của đạo sư A Di Đà Phật Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên A Di Đà Phật cũng gọi là bình đẳng giác. Vậy phải giải thích như thế nào? Chữ Phật này dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa tức là giác. Phật dịch là giác. Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà ý nghĩa của A-di-đà tức là bình đẳng. Trong phần trước đã có nói A-di-đà có nghĩa là vô lượng. Bổn ý của nó là vô lượng. Vô lượng là bình đẳng. Vô lượng không có khác biệt. Có khác biệt thì không bình đẳng. Vô lượng là bình đẳng. Cho nên A-di-đà Phật chính là bình đẳng giác. Trong kinh này nói Phật bảo A Nan, ông có muốn thấy bình đẳng giác hay không? Tức là ông có muốn thấy A-di-đà Phật hay không? Cho nên gọi A-di-đà Phật là bình đẳng giác. Trong đề kinh thì ý nghĩa của trong biệt đề chúng ta đem nó hộp lại mà xem. Phật thuyết là Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nhìn thấy đại chúng trong pháp hội ngay trong lúc này cơ duyên thành thục của chúng sanh được thành Phật. Đây là nhân duyên rất là hiếm có. Nay cơ duyên của chúng sanh đã thành thục, tức là cơ hội thành Phật đã đến. Ngay trong lúc này Phật phải giúp cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được viên mãn thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đây là bổn nguyện của Phật độ chúng sanh. Phật đối với tất cả chúng sanh luôn luôn mong mỏi, hy vọng chúng sanh mau được thành Phật. Bây giờ cơ hội đã đến, quý vị nghĩ xem Phật làm sao mà không hoan hỷ.
Niềm hoan hỷ này của Ngài, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được, là không thể nghĩ bằng. Phật dạy cho chúng ta phương pháp thành Phật, thì bộ kinh này chính là pháp môn thành Phật. Bất luận hạng người nào, khi cơ duyên thành thục của chúng sanh được thành Phật, không phân biệt giai cấp nào, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Bích Chi Phật, hoặc là A-la-hán, hoặc là người cõi trời, hoặc là súc sanh, hoặc là ngạ quỷ hay địa ngục, bất luận ở đạo nào, khi cơ duyên của họ đã thành thục, thì Phật nói phương pháp thành Phật cho họ. Bất luận họ ở đạo nào, thể đều có thể thành Phật pháp bình đẳng. Bởi vì nhân bình đẳng, cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả báo bình đẳng. Thành thật mà nói, chúng ta so với A-la-hán và Bồ-Tát thì trí huệ của chúng ta không bằng họ, thần thông đạo lực của chúng ta không bằng họ, phước đức của chúng ta cũng không bằng họ. Tuy chúng ta kém hơn họ rất nhiều, nhưng nay chúng ta tiếp nhận Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu hành thành Phật, Phật truyền cho chúng ta kinh Vô Lượng Thọ, truyền cho A-la-hán cũng là kinh Vô Lượng Thọ, truyền cho Bồ-Tát cũng là bộ kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta cũng được truyền bộ kinh này. Phật dạy cho chúng ta tu học dùng tính nguyện hạnh ba điều kiện này để tu học. Chúng ta dùng tính nguyện hạnh, Bồ Tát cũng dùng tính nguyện hạnh. Hay nói cách khác, phương pháp tu hành của chúng ta cùng với Bồ Tát như nhau, cũng cùng y cứ một bộ kinh, thì quả báo làm sao có khác biệt? Đương nhiên không có khác biệt. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới gì? Là bình đẳng thế giới. Bất luận quý vị ở trong cửu pháp giới, quý vị là người của pháp giới nào, thể đều y cứ một lý luận, một phương pháp, thể đều sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi chúng ta đã hiểu rõ sự thật này, đối với sự thọ dụng bình đẳng, quả báo bình đẳng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới không còn hoài nghi nữa, mới thật sự tin tưởng. Cho nên trong kinh Phật có nói rất rõ ràng, tức là trong 48 nguyện của A Di Đà Phật cũng có nói được rất rõ ràng, bất cứ một người nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là giáng sanh vào hạ phẩm, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tướng mạo của quý vị hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy, thân thể của quý vị cũng giống như A Di Đà Phật vậy, tuyệt đối không phải tướng mạo của A Di Đà Phật tốt hơn chúng ta một chút, hoặc là cao hơn chúng ta một chút, như vậy thì không bình đẳng rồi. Mà tướng mạo hoàn toàn tương đồng, nhưng cũng có người hoài nghi, nếu là tướng mạo đều giống nhau thì ta làm sao nhận ra ai, vị nào là Phật, vị nào không phải Phật? Khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì quý vị tự nhiên sẽ khôi phục lại trí huệ, đức năng và thần thông đạo lực của mình. Rất tự nhiên thì nhận ra được, không bao giờ nhận lầm một người nào, tùy tướng mạo đều giống nhau, nhưng sẽ không nhận sai. Mạng sống của A Di Đà Phật là vô lượng thọ, người sanh về cõi Cực Lạc ai nấy đều là vô lượng thọ. Bất luận là cuộc sống tinh thần hay là thọ dụng vật chất, thảy đều là bình đẳng. Cái bình đẳng này
là chân bình đẳng, là chân bình đẳng, thuận theo ý muốn mới là chân bình đẳng. Nếu không thể thuận theo ý muốn, họ thích nhưng ta không thích, thì không bình đẳng. Thuận theo ý muốn mới là chân bình đẳng. Cho nên bình đẳng giác là một trong thánh hiệu của A Di Đà Phật. Đây là Phật nói cho chúng ta biết pháp môn thù thắng viên mãn như vậy. Đại thừa là đặc biệt nói ra, bởi vì cũng có số người hiểu lầm tu pháp môn niệm Phật là tiểu thừa. Tại vì sao? Vì chỉ tự độ mình, trốn trách hiện thực, cũng là chúng ta thường nghe nói đến, không có tâm từ bi rộng lớn, không phát tâm nguyện độ chúng sanh. Họ nói người niệm Phật chúng ta trốn tránh hiện thực, vì thấy thế giới này quá khổ, tự mình mau mau trốn đi nơi khác. Phật ở chỗ này đặc biệt nói cho chúng ta biết, tu pháp môn này tuyệt đối không phải tiểu thừa. Chẳng những không phải tiểu thừa, mà là đại thừa trong đại thừa, là đại thừa chân thật, cứu cánh viên mãn. Như vậy thì tâm chúng ta đã định. Chúng ta tu học pháp môn này, đây là một pháp môn chí cao vô thượng. Không phải người ta nói pháp môn này là quyền xảo phương tiện, là để tiếp dẫn người sơ cơ, là để độ những bà lão không có học thức. Chúng ta không bao giờ bị họ làm ảnh hưởng. Trong đề kinh có nói rõ ràng cho chúng ta rồi, nếu là Phật chỉ độ những người sơ cơ trình độ rất thấp, không có học thức. Thế nhưng trong kinh Hoa Nghiêm có nói, không lẽ trình độ học thức của Văn Thù Bồ Tát rất thấp hay sao? Năng lực của Phổ Hiền Bồ Tát rất kém hay sao? Hai ngài đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hai ngài đi bằng cách nào? Hai ngài cũng là dùng tín nguyện và lão thật niệm Phật. Hai ngài dùng phương pháp này để đi. Ngày chúng ta cũng noi theo ngài Văn Thù và Phổ Hiền, không lẽ có sai hay sao? Cho nên tự mình phải bình tĩnh, phải có trí huệ, phải có khả năng phán đoán, không thể nghe theo người khác nói, thì tâm của chúng ta bị dao động, không được kiên định. Xem mấy quyển sách của người khác thì lòng tin bị dao động. Thành thật mà nói, đây là căn tánh chưa thành thục. Người thành thục thì sẽ không bị dao động. Như Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, Thiện Tài Đồng Tử tu pháp môn gì? Là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuy ngài học rộng nghe nhiều, nhưng vẫn là nhất tâm quy về tịnh độ. Đây là nói hai chữ đại thừa. Còn vô lượng thọ là bản thể, là tự tánh. Là lý thể. Nay trong triết học thì nói bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trang nghiêm là hiện tướng. Trong kinh Phật thường nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm, mà danh từ hiện nay của chúng ta gọi là vũ trụ nhân sanh. Đây là nói hiện tướng. Trang nghiêm chẳng những nói hiện tướng, mà trong hiện tướng cực kỳ tốt đẹp.
Thanh tịnh là đức dụng, thanh tịnh bình đẳng là thọ dụng. Bất luận là tự thọ dụng hay là tha thọ dụng, quý vị mà tuân theo cái nguyên tắc này thì mới thật sự được tự tại hạnh phúc. Từ đâu mà có tự tại hạnh phúc mỹ mãn? Là tâm thanh tịnh mà có, từ tâm bình đẳng mà có. Chuyện thế gian không bình đẳng, không thanh tịnh. Người khác đối với ta không bình đẳng, không thanh tịnh, đó là chuyện bên ngoài. Chuyện bên ngoài không thể làm nhiễu loạn tự tánh. Đây là công phu. Trong Phật giáo chúng ta có câu thuật ngữ thường nói: tám gió thổi không động. Gió là gì? Là cảnh giới bên ngoài. Khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tâm ta vẫn là thanh tịnh, vẫn là bình đẳng, tuyệt đối không bị ngoại cảnh làm dao động. Đây là công phu tu hành mới là đắc lực. Có một chút công phu, nếu là bên ngoài gió thổi nhẹ một cái thì tâm bị dao động, tức là tu hành không có công phu, không được đắc lực. Tu hành không có công phu, không được đắc lực, hay nói cách khác, vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi, tự mình không làm chủ được. Thành thật mà nói, nếu là có công phu, chẳng những chuyện của người thế gian không thể làm dao động chúng ta, mà Phật Bồ Tát cũng không thể làm dao động chúng ta. Phật dạy chúng ta làm điều gì thì chúng ta y theo mà làm. Phật dạy chúng ta không nên làm điều gì thì chúng ta không nên làm. Vậy Phật có lừa dối chúng ta hay không? Thành thật mà nói, Phật Bồ Tát không có lừa dối người, mà người đã mê Phật Bồ Tát. Điều này thì rất là phiền phức. Phật Bồ Tát không có ý đùa giỡn quý vị, mà tự quý vị đã mê Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nói pháp này thì quý vị tu pháp này, nói pháp kia thì quý vị tu pháp kia. Không phải Phật nói sai, mà tự quý vị đã hiểu sai. Vì sao Phật nói nhiều pháp môn như vậy? Là vì căn tánh của chúng sanh khác nhau. Phật nói pháp này là đối với căn tánh của họ mà nói, không phải đối với căn tánh của quý vị mà nói. Quý vị nghe rồi thì liền tu học, rất khó thành tựu. Phật nói với một người khác lại nói một pháp môn khác, quý vị nghe rồi cảm thấy rất hay, lại muốn học theo. Nhưng Phật không phải nói cho quý vị, cho nên Phật không có dạy sai người, mà người tự mình hiểu sai. Do đây mới biết Phật nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Phật nói pháp đều có đối tượng. Đối với căn tánh của người này thì nói pháp này. Chúng ta đọc trong tiểu bản kinh A-di-đà. Tiểu bản kinh A-di-đà là vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không có người hỏi Phật mà tự Ngài nói ra. Tự Ngài nói ra, vậy đối tượng là ai? Đối tượng là những người hiện nay chúng ta. Không thấy được Phật, không gặp được Phật. Cho nên Phật nói pháp môn này là chuyên dạy cho chúng ta. Chúng ta phải biết rõ điều này. Huống chi là Phật lại trong kinh Đại Tập có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật nói sau khi Ngài diệt độ, pháp vận của Ngài chia làm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp.
Ngài nói thời kỳ chánh pháp giới lục thành tựu. Đây là thời kỳ cách Phật rất gần. Một người thật sự mà trì giới, y theo quy củ của Phật mà tu hành, thì được chứng quả. Do giới được định, do định khai huệ, thì họ được thành tựu. Thời kỳ tưởng pháp thì cách Phật đã xa rồi. Chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước còn nặng hơn người của thời kỳ chánh pháp. Trì giới không được thành tựu, cho nên họ phải tu thiền định, gọi là thiền định thành tựu. Khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc nhằm đúng thời kỳ tượng pháp, sau khi Phật diệt độ 1000 năm là thời kỳ chánh pháp. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc là nhằm đúng thời kỳ tượng pháp của Phật. Trong 1000 năm thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. Lúc đó ở Trung Quốc, thiền tông phát dương quang đại, người tu thiền được thành tựu rất nhiều. Đến thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp của Phật 2000 năm về sau. Chiếu theo cách tính của Phật giáo Trung Quốc, sau khi Phật diệt độ cho đến năm nay là 3018 năm. Thời kỳ mạt pháp có 10000 năm, cũng đã trải qua 1000 năm. Nay chúng ta đang bắt đầu trong 1000 năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp. Phật nói trong thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Nay chúng ta tiếp nhận giáo pháp tịnh độ, lão thật niệm Phật. Đây chính là Phật vì chúng ta nói pháp môn này. Cũng là Phật tại trong Kinh Đại Tập đã nói. Cho nên chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm giác. Sau cùng là một chữ kinh. Chữ kinh này là thông đề. Phàm là do Phật nói đều gọi là kinh. Có nghĩa là khế kinh. Thứ nhất khế lý, thứ hai khế cơ. Khế có nghĩa là khế hộp. Khế lý, người thế gian chúng ta thường nói là chân lý. Chân lý là gì? Chân lý chính là chân tâm của mình, chính là bản tánh của mình. Đây là chân. Chỉ có cái này là chân, những thứ khác đều không phải chân. Bởi vì hết thảy tất cả các pháp đều là từ chân tâm tự tánh biến hiện ra. Năng biến là chân thật, sở biến là hư vọng. Sở biến là thiên biến vạn hóa, nó không đứng yên, nó sẽ thay đổi. Mà cái năng biến này là mãi mãi không bao giờ thay đổi, cho nên nó là chân thật. Phật đã nói tất cả kinh luận tuyệt đối không trái với tự tánh. Vì vậy Phật đã nói tất cả kinh, vì sao chúng ta phải tin? Bởi vì tự tánh là một, không phải hai. Tự tánh của Phật cùng với tự tánh của chúng ta là một cái tự tánh.
Hay nói cách khác, chúng ta tin tự tánh của Phật chính là tin tự tánh của mình. Hôm qua tôi cũng đã trình bày với chư vị thông đạt một bộ kinh này. Vì sao cũng thông suốt tất cả kinh? Thông đạt một bộ kinh, thông đạt cái gì? Thông đạt tự tánh. Bởi vì hết thảy tất cả đều là tự tánh biến hiện ra, thì làm sao mà không thông đạt? Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên chỉ cần quý vị chứng được tự tánh, trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Quý vị kiến tánh rồi, tức là thấy được tự tánh. Cái tự tánh này chính là ở chỗ này nói khế lý. Chẳng những quý vị đã thông suốt tất cả kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, mà cũng thông suốt tất cả kinh điển của mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói. Tại vì sao? Vì cũng là tự tánh biến hiện ra. Khi đã thông đạt Phật Pháp, vậy có thông đạt Pháp Thế Gian hay không? Cũng thông đạt Pháp Thế Gian. Cái Pháp Thế Gian này là lục đạo luân hồi, quá khứ hiện tại vị lai, cũng là tự tánh biến hiện ra. Có thứ nào mà không thông đạt? Thảy đều thông đạt tất cả. Nay Phật truyền thọ cho chúng ta pháp môn này, tức là dạy cho chúng ta phương pháp làm thế nào chứng được tự tánh. Cái khế lý này là chân thật không hư vọng. Cho nên chúng ta học Phật tuyệt đối không phải tâm ngoài cầu pháp, mà hoàn toàn là tu học làm thế nào khôi phục lại tự tánh. Cho nên gọi Phật Pháp là nội học, là hướng trong tâm tánh cầu pháp, sau đó mới thông đạt tất cả. Thứ hai, khế cơ. Chữ cơ này tức là căn cơ, dùng lời hiện nay mà nói, tức là thích hợp với trình độ của người tu học. Bất luận hạng người nào, thấy điều thích hợp trình độ của họ, thật là kỳ diệu. Pháp môn này có thể thích hợp cho tất cả không đồng trình độ của chúng sanh. Trình độ của Ngài Văn Thù và Phổ Hiền Cao đương nhiên là thích hợp trình độ của họ. A-la-hán và Bích Chi Phật thì kém hơn trình độ của Bồ-Tát. Tuy họ cao hơn chúng ta rất nhiều, nhưng cũng thích hợp. Mà nay chúng ta có phiền não rất nặng, không có trí huệ, thế nhưng pháp môn này cũng thích hợp cho chúng ta. Chẳng những thích hợp cho chúng ta, mà cũng thích hợp cho những chúng sanh trí huệ năng lực kém hơn chúng ta, như súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thấy điều thích hợp. Bởi vì pháp môn này là pháp bình đẳng, cho nên pháp môn này là khế cơ bình đẳng. Pháp môn này khó tin, thật là khó tin. Phật nói những kinh điển khác chỉ thích hợp cho trình độ của hạng người nào đó, chứ không phải thích hợp cho tất cả chúng sanh. Thí như lục tổ tại trong Đàn Kinh có dạy tu thiền định, Ngài nói được rất rõ ràng, đối tượng của Ngài dạy là người thượng thượng căn. Đối tượng khế cơ của Ngài là khế hợp cho hạng người thượng thượng căn. Đây là nói trình độ cao. Hay nói cách khác, hạng người dưới thượng thượng căn thì không thích hợp. Lục tổ giảng dạy
chỉ là khế hộp cho căn cơ của một hạng người mà thôi. Chúng ta nghe rồi cảm thấy rất hợp lý. Cũng như hiện nay sách giáo khoa của trong trường học, bộ sách này xếp vào lớp mấy, dạy cho lớp nào thì chúng ta sẽ đồng ý rất hợp lý. Nếu bộ sách giáo khoa này là dạy cho lớp mẫu giáo cho đến ban tiến sĩ thì chúng ta sẽ không đồng ý. Làm gì có chuyện này, hoàn toàn không hợp lý. Ở thế gian này có chuyện này hay không? Có. Tôi xin nói cho quý vị biết, người Trung Quốc chúng ta học bộ sách Tứ Thư vào thời xưa, trẻ em 7 tuổi bắt đầu đi học thì thầy giáo dạy cho các em học Tứ Thư, học cho đến tuổi già vẫn là học Tứ Thư, tức là suốt cả đời chỉ học một bộ sách giáo khoa này. Chúng ta nói những lời này với người ngoại quốc, người ngoại quốc cũng lắc đầu, họ làm sao tin, làm gì có chuyện này, ở ngoại quốc tìm không ra một bộ sách giáo khoa như vậy. Còn tại trong Phật Pháp, tuy nó không nghiêm khắc như thế gian vậy, nhưng nó vẫn có thứ tự khác nhau. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ, kinh điển của Tịnh Độ rất là đặc biệt, có thể thích hợp cho mọi căn cơ khác nhau của tất cả chúng sanh, ai nấy đều được lợi lạc. Hay nói cách khác, trình độ của quý vị cạn hay trình độ sâu, được sự lợi lạc đều như nhau. Đây là điều không thể nghĩ bằng, cũng khiến cho người khó tin. Nếu như nói trình độ cạn thì được lợi lạc ít, trình độ sâu thì được lợi lạc nhiều, nói như vậy thì rất hợp lý. Nhưng chúng ta học, như chúng ta học Tứ Thư, học Tứ Thư trình độ cạn thì hiểu được ít một chút, trình độ sâu thì họ hiểu nhiều một chút. Nội dung ý nghĩa của bộ sách này vô cùng sâu rộng, cho nên học suốt cả đời vẫn cảm thấy thích học, vẫn cảm thấy hứng thú, không bao giờ học chán. Tuy là một bộ sách giáo khoa nhưng nội dung của nó vẫn là cạn sâu, thứ tự khác nhau, không như bộ kinh này. Cho dù trình độ của quý vị khác nhau nhưng được sự lợi lạc cũng như nhau, thật là điều không thể nghi bằng. Đây là tôi nói thật với quý vị, nhưng quý vị rất khó tin. Nay chúng ta đọc bộ kinh này mà sự cảm thọ của chúng ta rõ ràng có cạn sâu khác nhau. Cái hiện tượng cạn sâu khác biệt này từ đâu sanh ra? Là từ trong tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình sanh ra khác biệt, không phải nơi khác. Ngoại trừ điều này ra, quý vị được lợi lạc thảy điều bình đẳng. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm. Tứ độ tam bối cửu phẩm không bình đẳng từ đâu sanh ra? Là từ trong tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, cũng là của chúng ta sanh ra mà có khác biệt. Có một hiện tượng như vậy. Cái hiện tượng này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù có nói với quý vị cũng không rõ ràng. Chúng tôi ở trên này nói với quý vị, Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm khác biệt, mà sự khác biệt này là trong nội tâm của quý vị. Quý vị biểu hiện ra bên ngoài, trí huệ của quý vị, thần thông của quý vị, đạo lực của quý vị, tài nghệ của quý vị, tài hoa của quý vị, mà cái năng hiện hầu như là bình đẳng, đều là như nhau. Thầy nói cách khác, nếu tâm quý vị không bình đẳng, không thanh tịnh thì có khác biệt, vẫn là công phu của mình chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Ngoại trừ điều này ra, không có một thứ nào mà không bình đẳng. Phật tại trong kinh
có nói rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta. Cho nên ở chỗ này nói khế cơ, ý nghĩa của khế cơ rất là sâu. Còn những kinh điển khác nói khế cơ thì khác nhau. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì lòng tin của mình được kiên cố, sẽ không còn hoài nghi nữa. Thì không có lý nào mà không được giảng sanh, thì không có lý nào mà không được thành Phật. Chữ kinh này có đủ bốn ý nghĩa: quán, nhiếp, thường, pháp. Đây là trong kinh điển thông thường giải thích chữ kinh này. Hàm nghĩa chữ kinh này nó có bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quán. Quán là xuyên suốt. Quán là nói nghĩa lý xuyên suốt. Cái nghĩa này nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là trong bộ kinh này nói ngôn ngữ, văn tự, nó có tổ chức, có thể hệ, mạch lạc rõ ràng không rối loạn. Cũng tức là người hiện nay nói phù hợp với nguyên tắc của khoa học. Ngôn ngữ văn tự có mạch lạc, có thứ tự, có thể hệ. Cũng tức là nói rõ tư tưởng của nó là có hệ thống, nó không rối loạn. Tức là nay chúng ta gọi là tinh thần khoa học, đặc biệt là kinh Phật. Nếu kinh Phật làm thành phần khoa phán, vào thời xưa ở Trung Quốc gọi khoa phán là văn học chương cú. Cái văn học chương cú là từ trong khoa phán kinh Phật diễn biến ra. Cho nên Phật giáo đối với văn hóa Trung Quốc có ảnh hưởng rất sâu. Như cách đánh vần, đánh vần là từ trong Phật Pháp mà ra. Bởi vì phạn văn trong Phật Pháp nó có 40 chữ cái ghép dần, cho nên vào thời xưa ở Trung Quốc dùng phương pháp phiên âm, tức là từ phạn văn diễn biến ra, làm thành phần khoa phán, tức là có tổ chức thể hệ. Bất luận bộ kinh lớn hay nhỏ, hoặc là dài hay ngắn, cũng có thể dùng phương pháp này đem nó phân tích ra, sắp xếp thứ tự, thì mới biết được cái đẹp của ngôn ngữ văn tự. Người Trung Quốc phê bình một bài văn chương, văn chương hay nhất mà làm được không thêm một chữ, cũng không bớt một chữ, thì bài văn chương này là tuyệt tác. Nhiều một chữ có thể xóa bỏ cũng không sao, ít đi một chữ thì bài văn chương này không hay. Nếu làm được một bài văn chương không nhiều một chữ, cũng không thiếu một chữ, thì bài văn chương này là tuyệt tác. Nếu dùng thái độ này mà xem kinh Phật, thì kinh Phật đích thật là đạt đến tiêu chuẩn này. Kinh Phật làm thành phần khoa phán, nếu trong kinh thiếu một câu thì có đây gián đoạn, thì có khiếm khuyết. Nhưng nếu quý vị thêm vào mấy chữ, có thêm cũng không được, cũng không có ích gì, có thể xóa bỏ. Như kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm cũng có phần khoa phán biểu giải. Hiện nay ở Đài Loan chúng ta có in riêng một bản để phát hành.
Quý vị có thể đọc xem phần khoa phán biểu giải rất dễ hiểu. Quý vị xem kinh Bát Nhã Xá Trong Quyển, một bộ kinh lớn Đại Bát Nhã, cũng có thể làm thành phần khoa phán. Phần khoa phán này gồm có mấy tập, như bộ kinh này của chúng ta, bản thảo đầu tiên của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, lần đầu tiên được in ra, vẫn chưa có trải qua tu chính. Lúc đó Pháp Sư Từ Châu y theo bản kinh hội tập này để diễn giảng. Ngài ở Tế Nam giảng qua một lần. Lúc đó Ngài đã làm thành phần khoa phán cho bộ kinh này. Phần khoa phán đó về sau chúng tôi cho in vào phía sau của bộ kinh này, chư vị đồng tu có thể xem thấy. Bởi vì phần khoa phán đó rất là hiếm có. Lúc đó ở Trung Quốc, đại cách mạng văn hóa không có bị hủy mất, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vẫn còn cất giữ một phần. Lúc đó tôi đến Bắc Kinh thì lão cư sĩ in copy cho tôi một phần. Tôi nhận phần khoa phán đó xem như là tư liệu quý báu. Vì sợ mất đi cho nên tôi đem phần khoa phán đó in vào phía sau của bộ kinh này. In nhiều rồi thì không sợ mất, cũng tức là giúp cho chúng ta nghiên cứu bộ kinh này. Nhưng hiện nay bộ kinh này của chúng ta là bản hội tập đã được tu chính nhiều lần, có rất nhiều chỗ khác với phần khoa phán của Pháp Sư Từ Châu. Bởi vì lúc lão cư sĩ Hạ Liên Cư tu chính bản hội tập này đã thêm vào rất nhiều phần kinh văn. Bản hội thảo của Ngài, bản thảo đầu tiên của Ngài là chia thành 37 phẩm, mà hiện nay bản hội tập này của chúng ta là 48 phẩm, cho nên cách phân đoạn phần kinh văn cũng có thay đổi. Thế nhưng phần khoa phán của Pháp Sư Từ Châu có thể dùng làm tham khảo. Chúng ta xem phần khoa phán đó thì mới thấy được bản thảo đầu tiên của Ngài, cho nên chúng ta phải giữ gìn nó. Từ chỗ này thì chúng ta hiểu được ý nghĩa của xuyên suốt và có thể thấy được hình thức của xuyên suốt. Ý nghĩa thứ hai là nhiếp. Nhiếp là nhiếp kỳ giáo hóa độ sanh. Chữ sanh này tức là chúng sanh. Phàm là chúng sanh tiếp nhận tu học môn khoa mục này thì năng lực của bộ kinh này giống như đá 500 vậy, nó có thể thu hút quý vị, khiến cho quý vị tiếp xúc muốn bỏ cũng không bỏ được. Nó có sức hút mạnh như vậy. Nhờ những tác phẩm văn học hay nhất của thế gian, quý vị đã đọc một lần, còn muốn đọc thêm lần thứ hai. Đây chính là năng lực nhiếp thọ. Còn như quý vị xem báo chí, tạp chí, chỉ xem một lần thì không muốn xem lần thứ hai, tức là nó không có năng lực nhiếp thọ. Quý vị không muốn xem lần thứ hai. Còn như xem truyện tiểu thuyết, dù có hay đi nữa, chỉ có thể xem 20 lần, 30 lần thì không muốn xem nữa. Hay nói cách khác là vì sức nhiếp thọ của nó có giới hạn. Như bốn bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, người hiện nay đều biết. Bốn bộ tiểu thuyết đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký và Truyện Thủy Hử. Đây là bốn bộ đại tiểu thuyết lớn. Lúc tôi còn học tiểu học, tôi rất thích xem bốn bộ tiểu thuyết đó vì nó có sức thu hút rất mạnh. Mỗi một bộ tiểu thuyết tôi cũng xem khoảng 10 lần trở lên. Có những bộ tiểu thuyết đặc biệt hay thì tôi thích xem 20 lần, 30 lần. Bây giờ thì tôi không muốn xem, không muốn nghe nữa, vì sức nhiếp thọ của nó không còn nữa.
tức là không còn sức thu hút nữa. Còn đọc bộ sách Tứ Thư, có thể đọc 100 lần không chán, mà cũng có thể đọc suốt cả đời cũng không bao giờ chán. Đây là nói sức nhiếp thọ rất mạnh. Những bộ tiểu thuyết đó không thể sánh bằng với bộ sách Tứ Thư này, vì nó có sức thu hút rất mạnh. Còn kinh Phật thì sức nhiếp thọ càng mạnh hơn, như kinh Vô Lượng Thọ, từ sơ phát tâm đến thành Phật, đọc cũng không chán. Nếu tính theo thời gian mà đọc bộ kinh này, dù có đọc suốt ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp, đọc cũng không chán bộ kinh này, thì quý vị mới biết sức nhiếp thọ của bộ kinh này vô cùng lớn mạnh. Vì sao lại có sức thu hút mạnh như vậy? Vì sao lại có hứng thú đậm đà như vậy? Vì mỗi khi đọc một lần thì có ngộ một lần. Cho nên đọc hoài không chán. Giả như bộ kinh này không có sức nhiếp thọ, mỗi lần đọc cũng như vậy, nhiều nhất là đọc 20-30 lần thì không muốn đọc nữa. Chính bởi vì mỗi lần đọc, mỗi lần hiểu được ý nghĩa sâu xa của bộ kinh này. Quý vị nên biết, lúc quý vị đọc bộ kinh này, phải nên dùng tâm thanh tịnh mà đọc. Phải nên dùng tâm bình đẳng mà đọc, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng đọc kinh. Tức là lúc quý vị đọc kinh phải buông bỏ tạp niệm, không nghĩ chuyện gì khác, phải chuyên tâm mà đọc thì sẽ có chỗ ngộ. Không nên đi nghiên cứu thì tự nhiên có chỗ ngộ, sẽ lãnh hội được nghĩa lý trong kinh. Mỗi ngày đọc, mỗi ngày lãnh hội, lãnh ngộ. Tôi giảng bộ kinh này đã giảng rất nhiều lần, có nhiều vị đồng tu đã nghe qua. Mỗi lần giảng cũng khác nhau. Vì sao lại khác nhau? Vì mỗi ngày có lãnh ngộ. Cho nên khác nhau. Đọc một lần thì có ngộ một lần, đọc 10 lần thì có ngộ 10 lần. Tích tiểu ngộ thành thì thành đại ngộ. Cho nên bộ kinh này sâu rộng vô biên. Vả lại, khi quý vị ngộ được nghĩa lý trong bộ kinh này thì có thể thông suốt tất cả kinh. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Những bộ kinh khác tuy quý vị không có đọc qua, nhưng lúc quý vị lật xem thì liền hiểu rõ, cũng có thể giảng giải. Cho nên giảng kinh khác với cách giảng dạy trong trường học. Thầy giáo giảng dạy trong trường học, họ phải chuẩn bị, phải tìm tài liệu. Giảng kinh thì không cần chuẩn bị, không cần tìm tài liệu. Nếu quý vị chuẩn bị tìm tài liệu thì giảng không được sống động, vì kinh điển là sống động. Điều này rất quan trọng, tức là tâm phải thanh tịnh bình đẳng giác thì giảng được một cách sống động. Quý vị giảng không ở trong văn tự, không ở trong sách vở, không ở trong kinh điển, mà là ở trong tâm của quý vị. Cho nên bất cứ giảng bộ kinh luận nào, quý vị vừa xem thì hiểu rõ mức độ và phạm vi hiểu rõ của quý vị, sẽ thành chánh tỷ lệ thanh tịnh bình đẳng giác của quý vị. Hay nói cách khác, tâm của quý vị một ngày thanh tịnh hơn một ngày, quý vị xem kinh này một ngày sâu hơn một ngày, một ngày rộng hơn một ngày. Nếu tâm không thanh tịnh thì liền bị mê, không hiểu được nghĩa lý trong kinh nói những gì. Lúc mới học cũng sẽ có cái hiện tượng này, có lúc rõ ràng, cũng có lúc mê muội. Đến khi nào quý vị tu học có được trình độ khá thì sẽ không mê, ít nhất có thể giữ gìn được, sẽ không thối chuyển, sẽ không mê, sẽ dần dần có tiến bộ.
lúc mới học thì sẽ có thối chuyển. Đây là nói kinh có năng lực nhiếp thọ rất là lớn mạnh. Ý nghĩa thứ ba là thường. Thường là xưa nay không thay đổi. Đây chính là chân lý của người thế gian chúng ta, mãi mãi không thay đổi. Cũng tức là người hiện nay nói vượt ngoài thời gian và không gian. Quyển kinh này, những người 3.000 năm trước họ đọc quyển kinh này có thọ dụng, 3.000 năm sau chúng ta đọc rồi vẫn là có thọ dụng, mà không bị thời gian đào thải mất, vì đây là chân lý. 3.000 năm trước người Ấn Độ đọc quyển kinh này có thọ dụng, 3.000 năm sau người Trung Quốc, người ngoại quốc đọc quyển kinh này cũng có thọ dụng, mà không bị không gian đào thải mất, vì nó vượt ngoài thời gian và không gian. Bất cứ thời đại nào, bất cứ khu vực nào, bất cứ người dân, dân tộc quốc gia nào, khi đọc quyển kinh này thấy đều được thọ dụng. Về đây là chân lý, trong Phật Pháp gọi là thường. Mãi mãi không thay đổi, muôn đời thường mới. Đây là đặc sắc của kinh điển. Tại trong Pháp Thế Gian cũng có cái nghĩa này. Như ở Trung Quốc, kinh điển của Nho giáo và kinh điển của Đạo giáo, có một phần kinh điển của Chư Tử Bá Gia, nhưng không phải toàn bộ, có một phần có thể đạt đến cảnh giới này, tức là vượt ngoài thời gian và không gian. Ý nghĩa thứ tư là pháp. Pháp là phương pháp, cũng là nay chúng ta gọi là nguyên lý, nguyên tắc. Pháp là xa gần thảy đều tung, tung là tung theo. Pháp là nói lý luận, pháp là nói phương pháp, bởi vì nó vượt ngoài thời gian và không gian. Cho nên người thời xưa đi theo lý luận và phương pháp này tu học thì họ được thành tựu. Người hiện nay mà đi theo phương pháp này tu học cũng được thành tựu. Vào thời xưa người Ấn Độ tu theo phương pháp này họ được thành tựu. Người hiện nay chúng ta tu theo phương pháp này cũng được thành tựu. Người thời nay tu học thành tích không bằng người thời xưa, không phải căn tánh của người thời xưa. Người thời nay không bằng người thời xưa, cũng không phải trí huệ của người thời nay không bằng người thời xưa, mà là người thời nay không chịu tuân theo phương pháp của cổ nhân, đều nghĩ rằng phương pháp của cổ nhân đã cũ rồi, phải đào thải, nên tìm một phương pháp mới. Họ không biết cái phương pháp mới đó là không có trải qua thử thách. Cái phương pháp mới đó là một phương pháp sai lầm. Còn phương pháp của cổ nhân đã dùng mấy ngàn năm rồi, cũng đã trải qua thử thách, đích thật là một phương pháp chính xác. Chúng ta phải biết rõ điều này. Ở Trung Quốc có câu tục ngữ: không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Người già là họ có kinh nghiệm, họ thấy được nhiều.
thì tuyệt đối không phải tưởng tượng ra, không phải hư cấu ra, mà là họ có kinh nghiệm của họ, họ có thành tích lịch sử của họ, họ không phải tùy tiện nói ra. Trong Phật pháp có thể nói là kinh nghiệm từ vô lượng kiếp lũy tích mà có. Chúng ta phải biết rõ, phải tin điều này thì làm sao có sai lầm. Thứ tự tu học Phật pháp, thường thấy nhất Đại sư Thanh Lương tại trong Hoa Nghiêm Sớ Sao, cách phán giáo của Ngài có 4 giai đoạn tính giải hành chứng. Giai đoạn thứ nhất Ngài dạy chúng ta phải tin, giai đoạn thứ hai là phải lý giải, giai đoạn thứ ba là phải thực hành cho được, sau cùng là chứng thực lòng tin của mình, tức là chứng quả, chứng đắc. Thông thường người học Phật chúng ta, mọi người đều biết đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tứ Hoằng Thệ Nguyện cũng là tu học theo thứ tự 4 giai đoạn, rất là quan trọng. Giai đoạn thứ nhất là dạy cho quý vị phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát cái tâm cứu độ tất cả khổ nạn chúng sanh. Tức là nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì sao lại dạy cho quý vị phát cái tâm này? Vì nếu không phát cái tâm này thì quý vị tu học sẽ giải đãi, sẽ lười biếng, không có lực lượng thúc đẩy quý vị. Này, chúng ta nhìn thấy trong xã hội số người đông như vậy, mỗi ngày họ cần cù vất vả làm việc, họ vì cái gì? Vì có một lực lượng, vì có một lực lượng đang thúc đẩy họ. Lực lượng gì? Là danh lợi. Giả như không có danh, không có lợi, quý vị có làm hay không? Không làm. Trước kia ở Trung Quốc đại lục, trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, Tổng thống Nixon lần đầu tiên đến thăm viếng Trung Quốc, sau khi trở về, ông rất cảm thán mà nói: người Trung Quốc là dân tộc lười biếng nhất trên thế giới. Không có một người chịu đi làm. Vì sao không đi làm? Vì đi làm cũng 36, không đi làm cũng là 36. Tức là mỗi tháng họ chỉ lãnh được 36 đồng. Bởi vì không có lực lượng thúc đẩy họ. Còn người dân ở Đài Loan, vì sao họ chịu cần cù làm việc quân bình? Mỗi ngày họ làm việc từ 10 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ, ngày Chủ nhật cũng không nghỉ. Vì sao họ siêng năng làm việc như vậy? Vì kiếm được tiền, càng làm thì càng được nhiều tiền, là có cái lực lượng này đang thúc đẩy họ. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục, mọi người đều rất siêng năng đi làm. Tại vì sao? Vì có cá thể hộ, tức là kiếm được tiền đều là của mình cả, cho nên mọi người rất siêng năng đi làm, là có cái lực lượng này đang thúc đẩy họ. Còn Phật pháp thì sao? Khi đã không cầu danh, cũng không tham lợi, lực lượng gì thúc đẩy họ? Là vì họ có tâm từ bi, thương xót tất cả khổ nạn chúng sanh. Ta phải giúp cho họ lìa khổ được vui, giúp cho họ lìa khổ được vui. Khi quý vị có cái tâm nguyện lớn này, tức là có cái lực lượng lớn này, thì còn lớn hơn lực lượng danh lợi rất nhiều. Quý vị trong quá trình tu học Phật pháp sẽ dũng mãnh tinh tấn, không bao giờ thối chuyển. Tại vì sao? Vì lúc quý vị thối chuyển, nhìn thấy rất nhiều khổ nạn chúng sanh đang chờ ta giúp đỡ họ, nhưng ta không có năng lực, cũng không có học thức, ta lấy cái gì giúp đỡ họ? Nếu nay ta tu học có được thành tựu, thì tự mình có năng lực, có học thức, thì ta thật sự có khả năng giúp đỡ họ.
Cho nên nguyện thứ nhất là động lực, nay gọi là nguồn năng lượng, cũng gọi là nguồn năng lượng vô tận, là từ trong tự tánh phát ra. Cái năng lượng này quá lớn, quá lớn. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều có cái lực lượng này thúc đẩy các ngài không còn thối chuyển. Vậy phải từ chỗ nào dụng công? Trước tiên phải đoạn phiền não. Nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quý vị hãy xem trong đề kinh này, thanh tịnh bình đẳng chính là đoạn phiền não. Làm thế nào tu tâm thanh tịnh? Trước tiên phải gạn lọc ngũ dục thất tình trong tâm cho sạch sẽ, thì tâm của quý vị liền thanh tịnh. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, thất tình là mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Bảy thứ này đều là phiền não. Đem ngũ dục thất tình rửa cho sạch sẽ thì khôi phục lại tâm thanh tịnh. Đây là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Còn tu tâm bình đẳng, chúng ta phải đoạn hết những tập khí tự tôn, tự đại, cống cao, ngã mạn. Biết rõ vạn sự vạn vật cùng với ta là bình đẳng. Cho nên thanh tịnh bình đẳng là kết quả của đoạn phiền não. Đã đoạn phiền não rồi thì tánh đức của thanh tịnh bình đẳng hiện ra. Kế tiếp là chữ giác. Giác chính là kết quả phá sở tri chướng. Sở tri chướng là gì? Là vọng tưởng. Đã đoạn vọng tưởng thì liền giác ngộ. Cho nên Phật nói với chúng ta, không được giác ngộ chính là vì có vọng tưởng chấp trước. Chấp trước là phiền não. Khi đã đoạn hết vọng tưởng chấp trước thì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta hiện ra, giác cũng hiện ra. Nguyện thứ hai trong tứ hoằng thiện nguyện là dạy cho chúng ta phương pháp tu học. Chỗ dụng công tu học, trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó tiến thêm một bước là học pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học pháp môn là thành tựu trí huệ, đoạn phiền não là thành tựu phẩm đức, đức hạnh. Sau đó mới đầy đủ học vấn. Đây là Phật dạy cho chúng ta tu học theo thứ tự. Còn người hiện nay học Phật, họ không cần nguyện thứ nhất độ chúng sanh, cũng không cần nguyện thứ hai đoạn phiền não. Họ tu học như thế nào? Họ bắt đầu tu nguyện thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Họ tu học không theo thứ tự, càng học càng phi thường. Sao gọi là càng phi thường? Vì con mắt của họ dần dần mọc lên, mọc trên đỉnh đầu. Tâm cống cao ngã mạn nổi dậy khinh thường mọi người. Họ càng học càng tự đại, càng học càng cống cao, càng học càng khinh người. Đây là điều sai lầm. Họ càng học phiền não càng nặng, càng học nghiệp chướng càng sâu. Thói hư tật xấu từ chỗ này mà sanh ra là vì không y theo thứ tự tu học. Nguyện thứ tư là viên thành Phật đạo. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cho nên tu học phải theo thứ tự, phải có phương pháp, phải y theo
phương pháp của Phật Bồ Tát và cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta, thì không ai mà không được thành tựu. Nếu không y theo phương pháp mà tu học, không thể trách Phật Bồ Tát, chỉ nên tự trách mình còn quá mê muội, không chịu nghe lời dạy của Phật Bồ Tát Tổ Sư, mới có kết quả tệ hại như vậy. Trong đề kinh bao hàm ý nghĩa rất phong phú. Thông thường trong Phật Pháp chúng ta thường nói giới định huệ tam học. Vậy trong đề kinh này có hay không? Đều có đủ tam học. Thanh tịnh là giới, thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác chính là huệ. Giới định huệ tam học đã bao quát tam tạng kinh điển, đã bao quát toàn cả Phật Pháp. Chúng ta tu học bộ kinh này có đủ tam tạng, có đủ tam học. Cho nên quý vị không thể không hiểu rõ những nghĩa lý này. Bất luận tu học đại thừa hay tiểu thừa, vừa vào cửa Phật trước tiên thọ tam quy y. Tam quy y là tam bảo của tự tánh, tức tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh, Ngài có nói rất rõ ràng cái gì là Phật. Phật có nghĩa là giác ngộ. Giác thì không mê. Cái gì là Pháp? Pháp là chánh tri chánh kiến. Tri kiến của Phật là chánh tri chánh kiến, tự tánh chánh. Chánh thì không tà. Cái gì là tăng? Tăng là tự tánh thanh tịnh, tức sáu căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Đây là vừa vào cửa Phật. Muốn học Phật thì Phật dạy cho chúng ta tu học ba đại cương lĩnh. Chúng ta từ đây về sau y theo giác thì không mê, chánh thì không tà, tịnh thì không nhiễm, tu học ba đại cương lĩnh này, thì đây là học trò của Phật, là đệ tử của Phật. Nói đến tam bảo, trong đề kinh này cũng có đủ. Phật bảo là chữ giác. Pháp bảo là bình đẳng. Tăng bảo là thanh tịnh. Cho nên trong đề kinh này có đủ tam bảo, có đủ tam học, có đủ tam tạng. Đi tìm ở đâu? Có thể đem pháp bảo vô tận dung hội vào trong bộ kinh này. Vả lại bộ kinh này không dài, rất dễ thọ trì, rất dễ đọc tụng. Thật sự mà hiểu rõ, quý vị chịu tiếp nhận, chịu tu học thì liền được thọ dụng. Bởi vì chúng ta tu học Phật Pháp nhất định phải ứng dụng trong cuộc sống. Chúng ta từ sáng đến tối mặc áo ăn cơm, sự thế đối người tiếp vật là cái gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là cuộc sống vật chất của chúng ta.
Vô lượng thọ trang nghiêm trở thành cuộc sống tinh thần của chúng ta, thật là điều quá tốt đẹp. Quý vị sống trong thế gian này, bất luận quý vị nghiên cứu về môn học thuộc nào, quý vị trong xã hội, bất luận quý vị làm nghề nghiệp gì, cũng sẽ mang lại cho quý vị chân thật hạnh phúc, chân thật mỹ mãn. Người nào tu học thì người đó đạt được. Đây không phải chỉ có cá nhân ta đạt được, mà mọi người đều có thể đạt được. Họ đạt được đến nói với tôi rất hoan hỷ. Có nhiều người đạt được như vậy. Đây là sự thật không phải giả. Quý vị càng hết lòng tu học thì quý vị đạt được sự thọ dụng càng nhiều, càng phong phú. Cho nên Phật dạy cho chúng ta là lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, không sai chút nào. Do đây mới biết bộ kinh điển này nói đến khế cơ rất là thích hợp cho người hiện nay chúng ta, cũng rất thích hợp cho xã hội ngày nay. Phương thức cuộc sống của người hiện nay tu học pháp môn này còn dễ hơn những pháp môn khác rất nhiều. Khi tu học tiện lợi hơn rất nhiều. Trong đề kinh này còn có những ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa khác kế tiếp là nói bảy thứ lập đề. Đây là lúc cổ nhân giảng kinh nói cho chúng ta biết đề kinh của kinh Phật cũng là có nguyên tắc, không phải tùy tiện lập ra. Chúng ta xem tất cả kinh điển, trong Đại Tạng Kinh có đến mấy ngàn bộ kinh điển. Quý vị hãy xem xét tỉ mỉ đề kinh của kinh điển, đích thật không vượt ngoài bảy phạm vi này. Nếu bộ kinh nào vượt ngoài bảy phạm vi này thì bộ kinh đó nhất định là giả, nhất định không phải chân thật. Bảy phạm vi này là người, nhân, pháp, tỷ dụ. Lấy cái này làm tam cương, tức là ba thứ hình thức. Ngoài ra có nhân và pháp, có nhân và tỷ dụ, pháp và tỷ dụ thì thành sáu thứ. Hãy còn một thứ là nhân pháp dụ, thấy đều có đủ. Cho nên tổng cộng có bảy thứ. Đây là nguyên tắc của đề kinh. Như chúng ta thường đọc Phật Thiết Kinh A-di-đà, trong đề kinh này hoàn toàn là lấy nhân lập đề. Hai chữ đầu Phật Thiết là Thích Ca Mâu Ni Phật Thuyết. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân. Ngài nói A-di-đà Phật là vị Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. A-di-đà Phật cũng là nhân. Đây là đơn nhân lập đề. Chúng ta xem kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, đề kinh này là hai thứ lập đề. Kim Cang là tỷ dụ, Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp. Tỷ dụ và pháp hợp lại thì thành đề kinh này. Còn kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng là pháp, Phật là nhân, Hoa Nghiêm là tỷ dụ. Cho nên đề kinh này có đủ ba thứ nhân pháp dụng, gọi là cụ túc lập đề. Nay giảng bộ kinh này cũng là có đủ ba thứ nhân pháp dụng. Phật là nhân, Phật là nhân, vô lượng thọ là vô lượng thọ Phật, cũng là nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là pháp, Đại Thừa là tỷ dụ. Cho nên trong đề kinh này cũng có đủ nhân pháp dụ, gọi là cụ túc lập đề. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.